Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết hôm nay của Báo Thanh Hóa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 11 tháng 10, nhiều khu vực trên cả nước có mưa. Một số tỉnh phía Nam từ đêm nay sẽ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày 11 tháng 10. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, mây thay đổi đến ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 22-32 độ C, độ ẩm 50-95%. Khu vực Lăng Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy, mây thay đổi đến ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 22-31 độ C, độ ẩm 50-95%. Khu vực Như Xuân, Như Thanh, mây thay đổi đến ít mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 22-31 độ C, độ ẩm 52-94%. Khu vực Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định, mây thay đổi đến ít mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 23-30 độ C, độ ẩm 52-95%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương và Đông Cống, mây thay đổi đến ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23-30 độ C, độ ẩm 50-93%. Khu vực thị xã Bỉm Sơn, mây thay đổi đến ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23-30 độ C, độ ẩm 52-93%. Khu vực thành phố Thanh Hóa, mây thay đổi đến ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23-30 độ C, độ ẩm 49-93%. Khu vực thành phố Sầm Sơn, mây thay đổi đến ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24-31 độ C, độ ẩm 53-90%. Khu vực thị xã Nghi Sơn, mây thay đổi đến ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24-31 độ C, độ ẩm 48-90%. Vùng biển Thanh Hóa, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 0,5-1,5 m. Tiếp theo là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 11 tháng 10. Khu vực Hà Nội có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, cao nhất từ 30-32 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ, cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, cao nhất phía Bắc 29-32 độ, phía Nam 26-29 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất từ 30-33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, cao nhất từ 28-31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin thời tiết hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.